Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái loạt bài câu chuyện bên lề của luật sư, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về có tội hay không có tội. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà luật sư nhận bào chữa trong một cái vụ án hình sự, giống như một cái vụ trộm cắp tài sản, một vụ cướp tài sản, hoặc là vụ cố ý gây thương tích hay giết người, thì cái điều quan trọng là cái ý thức của cái vị khách hàng, cái bị cáo mà luật sư, mà họ nhờ luật sư, người nhà họ nhờ luật sư. Nếu như trong trường hợp có một số cái khách hàng họ nhận thức được rằng cái hành vi của họ là vi phạm pháp luật, thì trong trường hợp này luật sư sẽ có cái quan điểm là không tranh luận về tội danh. Các bạn ạ, không tranh luận về tội danh. Tôi ví dụ như thế này nhé, hai bên đã đánh nhau gây thương tích và viện kiểm sát đã có bản cáo trạng truy tố một cái vị khách hàng mà luật sư bào chữa, mà thông thường ta gọi là thân chủ đó, về cái hành vi cố ý gây thương tích, về cái mức độ tổn thương cơ thể là 20%. Thì bị kỳ cao đó nhận thức rằng cái hành vi vi phạm pháp luật này, cố ý thương tích này, nó nằm ở điều 134 của Bộ Luật Hình Sự. Thì dễ rồi. Như vậy thì bị cáo không tranh luận với viện kiểm sát về mặt tội danh. Tuy nhiên rằng là bị cáo đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ, có thể là khung 1 mà chuyển qua chuyển khung, hoặc là chuyển qua phạm hình phạt nhẹ hơn, hoặc là chuyển tội danh. Tuy nhiên cái dạng thứ hai rất là khó. Khó vì sao quý vị biết không? Bị cáo cho rằng là mình oan, bị cáo cho rằng mình không có phạm tội. Trường hợp này khó. Và trường hợp này, nếu trong trường hợp luật sư nhận thức được rằng là bị cáo có tội, tuy nhiên là bị cáo nói là bị cáo oan, thì cũng phải bào chữa theo cái hướng là không tội. Đó là đạo đức nghề nghiệp các bạn ạ. Theo yêu cầu của bị cáo, dĩ nhiên cái niềm tin của nội tâm của luật sư vẫn có, cho luật sư biết được rằng trong cái vụ việc này là oan hay không oan. Hôm nay tôi san sẻ vấn đề này. Tôi có một cái bị cáo như vậy á quý vị. Em chưa 18 tuổi. Khi thực hiện hành vi phạm tội thì em chưa 18 tuổi. Thì lần đầu vào trại giam, tôi gặp em, tôi bảo rằng là tôi cũng chỉ em. Em ơi, trong trường hợp này em sẽ như thế này, hướng dẫn về mặt thủ tục, hướng dẫn về mặt nội dung, hướng dẫn cách trả lời em tại phiên tòa, hướng dẫn những cái câu trả lời em vào trọng tâm. Tuy nhiên thì ra tòa, em bảo là em vô tội. Và các bạn biết không, nếu trong trường hợp cái thân chủ, cái bị cáo mà mình nhận bào chữa, họ nói vô tội, thì mình vẫn theo hướng vô tội. Rất là quan trọng. Và đó là một cái khó khăn của luật sư. Và cuối cùng tôi đã có một cái quá trình nghiên cứu, đối chiếu, so sánh nhân chứng. Cái hồ sơ không phạm tội nó khó gấp rất là nhiều lần so với có tội. Và các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp mà bị cáo vô tội, vậy thì cái thời gian mà bị cáo tạm giam sẽ được các cơ quan bồi thường oan sai. Nhưng cái nghĩa vụ của luật sư là chứng minh bị cáo vô tội. Bị cáo nói bị cáo vô tội, mình là luật sư bào chữa cho bị cáo thì mình phải nói luật sư, mình phải nói là vô tội. Và dĩ nhiên các bạn biết không, khi vô tội thì cái cách nhìn của hội đồng xét xử về một bị cáo này là không, sẽ không có tình tiết thành khẩn khai báo.
Và sau cú một cái thời gian nghiền ngẫm đối chiếu thì tôi đã đặt thẳng vấn đề với em. Tôi bảo nếu như trong trường hợp em không có tội mà niềm tin nội tâm của tôi cho rằng em có tội, tôi sẽ từ chối. Và sau đó thì em đã khai thật. Em bảo rằng trường hợp này là như thế này, như thế này. Và cuối cùng thì tôi cũng đã giúp em một cái bản án theo cái hướng có tội và nhẹ nhất của khung hình phạt. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái trăn trở của nghề thì nhiều lắm. Có những lúc mà giữa bị cáo và luật sư đối lập về quyền lợi. Và đối lập ở đây không có nghĩa rằng là cãi nhau. Đối lập ở đây là chúng ta phải làm như thế nào? Bằng kiến thức, bằng năng lực, bằng cái sự đối chiếu so sánh. Tôi nghĩ rằng các anh chị em luật sư đồng nghiệp sẽ coi video này. Và tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp bị cáo của quý vị bào chữa mà nói là vô tội thì quý vị và các bạn cũng sẽ bào chữa theo hướng vô tội. Chứ không thể nào mình nói rằng là có tội được, như vậy nó sẽ mâu thuẫn với cái thân chủ của mình bào chữa. Hy vọng rằng một chút câu chuyện bên lề để cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hiểu được rằng chúng tôi không thể nào, các bạn chỉ nhìn chúng tôi nào là ăn mặc rất là đẹp, lúc nào ra tòa cũng cà ra vát, huy hiệu đoàn, mặc những cái gọi là được xã hội tôn trọng. Tuy nhiên đằng sau đó là một cái cuộc chiến, một cái cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, một cái đấu tranh, một cái sự nghiên cứu, một cái sự tìm tòi. Và nếu như trong trường hợp cái phiên tòa ngày mai đây có luật sư đồng nghiệp thì rõ ràng cái sự đấu tranh đó để xứng đáng với cái bản lĩnh nghề nghiệp, đó là một cái điều cực kỳ khó khăn. Tôi cũng mong ý kiến từ các anh chị em luật sư đồng nghiệp thông qua cái video này, không chỉ riêng cho quý độc giả trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, mà tôi cũng mong sự phản hồi từ anh chị em luật sư đồng nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe một cái chút gọi là than thở từ một người gọi là không biết mình, cái niềm tin nội tâm của mình sẽ đặt ở đâu. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe.